Ôi, được một con chim này. Thả xuống vẫn được con chim các bác ạ. Đây. Nếu anh em mình căng lên. Con chim bé. Mệt lắm các bạn. Lên. Được con à? Vừa thấy á? Được một con các bác ạ. To không? Cẩn thận nhá. Nó đứt xong thôi. Ui to thế. Ui. Tròn. Như con tròn luôn ấy. To nhá. Mấy hôm mới được con này. Các bác nhìn này. To cực kỳ luôn ấy con này à. Mọi người có tin là con này được 5 lạng không? Được á nhỉ? 5 lạng ấy. Nặng. Nếu không buộc dây này chắc nó kéo đi đứt. Chắc đúng rồi, không buộc dây nó kéo đi. To. Con này mới là con trồn. Con này mẹ to như con trồn này, nhìn cái tay của nó. Đấy, này, cái chân này. Cái đuôi nó dài. Cực kỳ luôn. Con này. Con này mẹ to thật đấy. Ui. Cái bẫy à, đây có một cái bẫy nhá. Bẫy này không sập các bác ạ. Ui, nhưng mà con này to thế. Này nhìn quả đầu của nó ấy, khủng lồ không? To thật sự ấy. Con này được một bát tô. Nấu phải được một bát tô. Tả. Tả chắc nó chưa vào đâu. To. Khủng lồ luôn. Sáng nay thì đi qua 4-5 cái bẫy rồi. Đến bầy này được một con khá là to ấy các bạn ạ. May mắn rồi. Thích. Ghê. Chỉ được con này là to nhất đấy. Trong rừng là trời cụ là con này là to. Nó là cụ nhất rồi. Con này phải nói là thật là phải thật là cụ hả? Nhìn này. Cái loại này là loại to nhất ở trong rừng nhá. Loại còn to hơn cơ. Nhưng mà lũ trượt cụ thì cái loại này to hơn, to nhất rồi. Nạc không? 5 lạng không? Được 5 lạng không? 5 lạng. 5 lạng. Đúng rồi, anh em mà được con gì mà to thế này. Lại tiếp tục đi thăm mấy cái bẫy bên kia nhá. Ngon rồi, được con mẹ. Đủ anh em mình làm 2-3 bát nước nói rồi. Sáng nay được con chim, con chuột to. Bên trong đây không bật này. Có được con trồn gì nữa không? Đi qua này. Bật rồi. Ui, bật rồi các bác ơi. Nói đến bật là sướng. Sướng tay. Có bựa dây không? Đấy. À, kéo lên xem nào. To đấy. To không? To. Lại được một con to các bác ạ. Ui, con tròn. Ui, lại được con tròn nữa ơi.
con đấy bé hơn con này nhỉ, ui rồi ui, bằng bằng nhau hai con to, ui to, con này to hơn hai con được lít rồi, con này to hơn, con này to hơn, ui ta bé hai cái bé này. Quá tuyệt vời, được cứ nhảy to, thế kia còn được một con nữa biết rồi. Mình chắc chắn rồi. Cái này kiểu mưa mưa xong trời nắng ấy nhỉ. Cái kia của nó đâu rồi? Cái cần á. Cần ở đấy. Đi qua bao nhiêu cái bẫy ấy. Bên này không biết bận hay không các bác ạ. Bấy cho kia không bật nhá. Ui được một con các bác ơi. Ui lại còn cụ nữa rồi. Ngon thế. Này. To. Đấy. Sáng nay toàn dính loại này. To kinh khủng. Ui. Nhìn qua cái quả cứt của nó ơi. Nó đái. To. Ui này nó chảy lên rồi. To phết. Còn dưới xa hoa là xe hát đấy. Đây. Bỏ đây có chỗ sắn. Hình như hàng tả ở bên này còn có cái bẫy thì sao ấy. Không biết ở đây hả chỗ nào. Bên này. Đúng rồi. Tả dưới này nó còn có cái bẫy các bác ạ. Được con to khủng bố, được hai con, được một con nữa nhé. Đây to cực kỳ, buổi sáng toàn được con khủng này, to quá, khi to luôn các bác ạ. Ba con nữa nhé, sáng được ba con rất là to. Đây các bác ơi, được khá là nhiều chuột nhá, như là Canasino nhá, một con hàng khủng, con này khủng nhất là hai con hàng khủng à, hai con nó siêu to, đấy, có mỗi một con to, một con to nhất là con này các bác ạ, rồi đỉnh của chớp luôn, nó dính một tí, chỗ chân, tay, còn không thấy xước. Đấy, quá to luôn. Mày nó dính đây, nếu mà nó dính trên này. Con này là chết vì tao. To lắm các bác ạ. Nhìn này. Quá là hấp dẫn rồi nha. Ba con. Đủ mấy bữa rồi đấy. Được con chim. Con này to. Nhìn này. Bàn tay của mình không phải là nhỏ đâu, nhưng mà nó phải to bằng một bàn tay của mình. Đấy, mấy con này bằng 4 ngón. Con này bằng 4 ngón. Con này 5 ngón luôn. 5 ngón mới hết. Này. Quá tuyệt vời luôn. Con này rất bự.
Anh em đã làm sạch lông rồi các bác ạ. Đấy. Đấy, con to nhất rồi. Đấy, con bình thường này, đấy, con nhỏ nhỏ hơn. Con này là nhỏ nhất này. Con to nó phải ở giữa. Đấy, con bé bé ở ngoài, canh chừng. Không thì nó chạy mất. Đấy, to các bác ạ. Rồi, giờ anh em đi đi làm sạch hết mấy con này xong là để vào sấy tái tái ăn nó ngon hơn nữa. Các bác ạ, đang làm sạch lông thì anh Lở nó có một cái bẫy bên này, nó đi qua xem, không biết chúng con gì nó gọi mình nhá. Được con gì đây? Con gì đây ta? Con gì? Con sóc à? Ui mẹ, được con sóc rồi các bác ạ. Vừa bắt được xong là nó đứt luôn. Sóc gì đây? Đuôi đỏ đỏ. Ui sóc đẹp thế, sóc bay. Mày thế không mà. Mai mình còn đến sớm không mà nó dính một tí, nó còn một tí chỗ này thôi. Sắp đứt rồi đúng không? Sắp đứt rồi. Sóc sau này sóc bay nhỉ. Sóc bay. Ui, đẹp ấy. Con sống nha, con này. Nhìn cái cánh nó bay đây này. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Các bác nhìn này. Mình đang làm mà. Đó là mình thấy cái mình đến đây thấy nó chạy sắp đơn kiểu mình cầm đuôi nó xong là cầm cả bẫy không mà nó chạy luôn. Đợi lâu tí nó đứt luôn nhỉ. Mình còn nhớ quên thì chưa vào xem thì đứt rồi. Đến đây chỉ đẹp cái chân của nó thôi. Ý mẹ. Mình đang làm sạch lông con kia các bác ạ. Mấy con kia làm sạch lông hết rồi, đang đi làm sạch. Nhưng mà thấy anh Lở nó gọi vào này. Qua bên này để con sóc bay. Ui giời sướng. Đúng được con sóc bay. Con này nó chính xác cái thân của nó nhỏ ấy, mà cái cánh nó to. Lần đầu tiên mình thấy sóc bay luôn đấy các bạn ạ. Đúng là lần đầu tiên mình thấy to. Con này con đực. Ui, hôm nay toàn trùng mánh hàng khủng rồi các bác ạ. Toàn sướng phết rồi. Còn sóc bay sao nó không đi trên cây, nó đi dưới đất này. Kiếm mồi. Thấy toàn sóc. Chắc cũng là đường đi. Chắc đường của nó thôi nhỉ. Đẹp. Em ạ, được con sóc bay nhá. Này, giang cái cánh này. Nó bay này. To luôn. Quá to luôn các bạn. Hàng khủng sóc bay. Đẹp, con này rất là đẹp. Tuyệt vời. Này. Thank you.
ăn thịt ơi là thịt. Đấy, rất là ngon. Đây, các bác thấy ngon không? Món chim này, món thịt chuột này, cái canh chuột nhá, rất là ngon mà hấp dẫn. Rồi bây giờ hai anh em mình bắt đầu chiến thôi các bạn ơi. Nào, rồi, mời các bác nhá. Rồi, chưa có nghe ăn cơm nhá, ăn chuột nhá. Mời các bạn cùng nhá. Dai nhỉ. Còn là xà phết. Dai nhá. Mà nó xăm. Dai thế. Nhạt nè. Bỏ cái muối này. Dài, nó dài, giòn giòn, dài dài. Làm một con chim này các bác ơi. Ý, này, chim rất là ngon, mời các bác cùng nhá. Ui, con này cũng dài phết đấy. Thơm. Không ăn bỏ mấy chín nó ngọt phết rồi nhỉ. Chim này nhấm rượu đỉnh nhất rồi. Nam phát. Cứ chiên họ nướng này nó thơm ngon. Mời nhá. Làm quả đùi nhá. Với được nướng. Cho muối vào. Ướp tỏi vào nướng. Giá ai hai lần rồi. Nướng giá ăn
Dán có một lần thôi. Nhưng mà thay đổi món. Tối mới xào khô. Tối mới xào thôi. Tối xào có chuột mới sắc thì... Nhưng mà có hai ba con, hai con chuột mà. Tối làm con sóc với con chuột. Vâng, đeo lên lên cho nó về. Nhà có một con chuột kìa. Đấy. Để lại con sóc kìa với con chuột. Lên lên mình cho con này. Con mang về nhà nó đủ họ ăn. Đông người cả nhà họ ăn. Thần được miếng. Mừng gặp ban làm băm bé bé thì băm thật bé cũng như anh em mình mà coi băm bé thì... mà hai anh em ít thì băm to hai tu hai cái tu hai tu này đầy luôn xong cho ớt nhiều vào ăn cay mát ít luôn. Chiến cốc đầu thế nào? Xào xào xong nó mới đều, kiểu muối không đều, chưa dính với nhau ăn nhẹ nhàng. À, làm cái tỏi thảo quả này, đấy. Ngon, miếng. Ngon lắm. Mình không đập được. Đập được thì nó mới dính vào. Đúng rồi, đập được nó dính vào thịt. Mình để. Nó kiểu như này, nó trông béo, đậm bay. Sạch mà. Bỏ vào đây. Xong lại bán nước. Canh. Bỏ vào đây. Mấy thằng làm miếng dạ dày sao nào. Dặm mỏng. Làm miếng hai quả. Dạ dày á? Cả ba con vẫn thế mà. Nào. Được con này mình phải luộc. Luộc xong là mình... Không, không có kiểu con này nó. Cái này nó ấy quá mẹ. Thả nó không úp đâu. Được xong là mình cho vào bát thì xoay uống rượu. Anh em xoay anh em uống cho nó đá trên uống nó xoay trên giường này thôi. Thằng Tả hôm nay nó về không về nữa. Tối nó lại đến này. Ăn con bé này thơm hơn. Bé nó thơm hơn đấy. Nó giòn hơn nữa. Giòn nữa thơm. Con cho này nó mình dán nó cũng được rồi. Kiểu băm ăn bao lúa miếng đi. Thơm, tức là con bé nhất rồi. Chẳng là quả này phải hai hộp rượu mới được.